Anh vô Sài Gòn được bao lâu rồi? Dạ được 6 năm rưỡi. Sáu năm rưỡi, vậy bé là anh bé soi được khoảng 5 năm. Cái này là theo nghiệp của gia đình thì là 6 năm rồi. 6 năm rồi. 6 năm rồi. Nếu các bạn biết mình bán soi được bao nhiêu năm? 6 năm rồi. Em đã bán một thời gian rồi. Thưa quý vị, đây là cậu bé rất thật thà, họ thấy đủ. Em bán soi được như năm? Dạ 6 năm rồi anh. Nhưng hành phi quá ngon, hành phi hấp dẫn. Đây là đường đậu phộng. Rồi ai ăn cái gì? Thơm quá. Ăn cái gì? Xôi bắp. Xôi bắp. Anh ơi cho em hỏi, ủa sao em nghe nói là nghề DJ cũng kiếm được nhiều tiền lắm, sao anh bỏ anh đi bán xôi vậy? Cuộc sống của nghề DJ thì nó là khác với mọi người. Nó sống vào đêm khuya. Anh vô Sài Gòn được bao lâu rồi? Dạ được 6 năm rưỡi. 6 năm rưỡi, vậy bé là anh bán xôi được khoảng 5 năm. Cái này là theo nghiệp của gia đình thì là 6 năm rồi. 6 năm rồi. 6 năm rồi. Nếu các bạn biết mình bán xôi được bao nhiêu năm? 6 năm rồi. Em đã bán một thời gian rồi. Em ơi, mình đang chơi trò chơi đoán cái thời gian mà em nói bà ra rồi chơi gì nữa. Thưa quý vị, kinh doanh từ gia đình nữa nghe, từ ngoài Bắc nữa nghe. Rồi tính là gia đình kinh doanh lúc đó. Tính cái đâu, ông này ông đang đi học mà vô đây ông cứ chính bánh soi có đồ rung anh thì không sao đâu, bình tĩnh mình không sao nha. Rồi có cái lá sen nó rung quá thiệt á, nói nào dính cái đó trơn à. Có muỗng nè, có muỗng nè quý vị. Đúng ơi rồi. Em hỏi sao là không múc bằng muỗng, không múc bằng đũa, anh nói là cái truyền thống từ từ cha mẹ để lại. Nghệ sĩ mình ăn uống bớt bớt ăn bốc lại đi quý vị ơi, có muỗng rồi mà quý vị ơi. Bớt ăn bốc lại đi quý vị ơi.